Xin thân ái kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta được gặp nhau trên kênh Thủy Thuật Thi Công Cơ Điện Xoáy Nồ. Mình là Nguyễn Đức Tiến Luyện. Hôm nay mình sẽ có giới thiệu cho các bạn đó là hai bài toán chúng ta tính toán bằng cách chúng ta là bù theo phụ tải, và chúng ta cách thứ hai đó là chúng ta bù theo máy biến áp. Thông thường thì chúng ta bù theo máy biến áp thì nó hay hơn và nó rất là chuẩn hơn để mà chúng ta có thể tiết kiệm công suất đặt vào. Và như cái cách mà mình đã lựa chọn cho các bạn đó là các bạn cứ nhìn vào máy biến áp, các bạn nhân cho 40%. Rồi sau đó các bạn chia theo cấp, thì các bạn có bộ cấp phi là 6 cấp, 12 cấp á, thì các bạn sẽ xét theo cái chương trình đó và các bạn sẽ đặt tụ. Tụ thì nó không có số lẻ đâu, 10, 5, 10, 15, 2.5 vẫn có nha các bạn nha. Tôi đang chờ cái tụ 2.5K3. Cho nên tôi chưa làm được cái tụ này cho các bạn, mà tôi đã mua một cái tụ nền 5K rồi để tôi ứng dụng, để tôi đặt thử nó như thế nào. Ok. Thì hôm nay á, theo mình làm một cái bài toán rất là thực tế, đó là trước đó mình đã hạ một cái trạm ở dưới nhân trạch mà các bạn đã thấy đó, thì tôi chưa có lắp đặt tụ bù. Như vậy á thì điện lực nó phạt và họ sẽ báo về là phạt như thế nào, và họ phạt hết 4,5 triệu một tháng. Như vậy tiền nó ở đâu, và tôi đang tính toán là tôi sẽ bù nó như thế nào, tại vì cái xưởng của mình tôi đã bù xong rồi thì không còn bị phạt nữa. Thì cái điều đó đó mà muốn để kiểm chứng được là cái công suất máy mà chúng ta đo được nó đang phụ tải đang hoạt động bao nhiêu, để chúng ta biết rằng là chúng ta đang xài cái tải mà theo công văn tháng 7 năm 2016 đó, nó yêu cầu điện lực nó hạ xuống miễn phí á. Thì nó lại, nếu mà chúng ta không xài cái công suất mà đạt theo yêu cầu của nó thì nó sẽ phạt chúng ta, nó nhân phạt theo lũy tiến. Có nghĩa là nếu mà như mà chúng ta xài mà chúng ta đạt được công suất của nó đạt vào từ 70 đến 80% thì ok, không có điều gì xảy ra hết. Nhưng mà nếu như chúng ta xài dưới thì nó sẽ phạt số tiền đó. Như hôm nãy chúng ta, bài hôm trước á, là chúng ta đã tính đó là chúng ta bù cái quy bù này nó sẽ bằng là S nhân cho 40%. Đó theo kinh nghiệm mà tôi nói với các bạn là bù lên 0,92 là cao nước ngưỡng rồi. Cho nên là các bạn thường, các bạn tùy theo các bạn bù là từ cốt phi 0.8 lên 0.9 nha. Thì cái dãy cốt phi này nó sẽ bù kiểu khác và nó sẽ nhỏ hơn, hoặc là các bạn bù từ 0.75 này các bạn đi lên 0.92 hoặc là 0.9 gì đó thì nó sẽ cắt đi để công thức. Nhưng mà dựa trên đó thì các bạn dựa vào cái bản cốt phi đó, các bạn so ra, các bạn sẽ tính như vậy. Thì để mà cái hiện tại thì bạn tôi đã đi về và báo cho tôi biết rằng là cái công suất này của máy biến áp này là 250 kVA. Nhưng mà hiện giờ cái phụ tải nó tiêu thụ bao nhiêu công suất, bao nhiêu mình không biết. Nhưng mình kẹp được, thường trong phụ tải chúng ta xài động cơ đó thì cái dòng y dây nó bằng cái y pha. Trường hợp này nó đấu nói sao đúng chưa, thì đo được nó sao này nè, đo được là cái ba pha nó bằng nhau, nó chênh nhau một chút xíu thôi, thì đó là pha A, pha B và bằng pha C luôn, thì nó bằng là, bạn báo cho tôi được là 170 A. Được chưa? Chúng ta có cái này là được 170 A rồi. Cái thông số mà điện áp dây điện lực cung cấp vào là cái áp dây á, là nó bằng 380 V. Được chưa? Tôi lấy cái cốt phi thông thường của nó là cái cốt phi tôi cho nó 0.8 luôn. Bữa trước tôi cho 0.8, tôi làm cho đúng thực tế nha. Nếu như mà các bạn đang không biết mà cái xưởng các bạn chưa có tụ bù á, thì các bạn kẹp cái dòng này nè, tôi hướng dẫn luôn cho bạn nào nãy ở ngoài Ninh Bình có yêu cầu tôi là để mà tính cái bài này nè, thì tôi sẽ tính ngược, là tôi hướng dẫn các bạn đó là bạn kẹp cái dòng tổng này ra, cái số này là bao nhiêu. Chúng ta có được cái cốt phi là 0.8 rồi, thì như vậy á là chúng ta sẽ tính được cái gì ta, chúng ta tính được cái công suất không. Mà cái công suất mà bữa hôm trước chúng ta nói là dù nấu sao hay tam giác là công suất 3 pha là nó bằng là gì, y dây áp dây căn 3 nhé. Rồi cốt phi
được chưa? Thì như vậy là các bạn đã có y dây, áp dây các bạn có rồi, cúp thi các bạn có luôn, đúng không? Cúp thi các bạn có thì ở đây nó dễ tính quá rồi, còn cái gì nữa? Thì chúng ta có được thông số là cái này là bằng căn 3 nhân cho y dây của nó là bằng y dây bằng y pha luôn, đúng không? Là bằng 170, đúng không? Chúng ta nhân đi cho bao nhiêu? 380. Chúng ta nhân cho cốt phi là 0.8. À, nó ra được cái công suất là bao nhiêu? Căn 3 là 1.73. Nhân cho 170 nhân cho 380 nhân 0.8 bằng. Đây là công suất thực. Các bạn nhìn vào cái công thức bên này thì hồi bữa hôm trước tôi đã nói là các bạn là B nó bằng gì? Bằng là B nó bằng là chia cốt phi nó chia bằng cái gì ta? Tôi lộn hoài ta. B nó bằng cái gì các bạn? S chia cốt phi đúng không? Không phải. Nhân. Dân cho cốt phi thì nó cho bằng là 250, chúng ta nhân 0.8 thì nó bằng là 200 kW. Là con số này. Như vậy các bạn so sánh là có con số này với con số này là đang xài chưa được nửa tải thì yêu cầu của điện lực à, cái điều quyết có nghĩa là yêu cầu của điện lực á thì cái nó sản xuất á thì cái giá tiền nó sẽ rẻ hơn so với cái gì đó, giá nó bao nhiêu tôi quên rồi, nhưng mà yêu cầu của nó là từ 70% đến 80%. Cái S nó cấp vào này mà đang dài đây mà chưa được, tôi cho nó nửa luôn đi, đúng không? Nó tổn hao gì đó không chính xác đi thì nó một nửa luôn đi, thì cái thời gian của nó là nó xài một nửa như thế này nè, thì mới được đạt được 50% nó phạt này, thiếu nó 20%. Thì các bạn biết rằng là cái thời điểm mà trong cái xưởng đó Quốc Minh đó thì nó xài là cái dòng đo cao nhất mà chồng chạy là cái dòng IMAX của tải á, cái dòng IMAX á, mà khi tôi chạy hết công suất trong đó là nó lên là tới 432 ampere. Quá tải, CP quá tải. Nhưng cái đây là người ta chạy là cái chạy tôi yêu cầu là sau đó tôi yêu cầu là thử toàn tải thì không bất cứ một cái động cơ bỏ sót nào hết là nó chạy được cái dòng đó. Được chưa? Thì tôi nói là nếu vậy thì nếu mà mình chạy full như vậy á là nó quá tải, nhưng mà thường ở trong máy biến áp người ta cho cái hệ số ca tải nó chỉ bằng là 0.8. Ca tải các bạn không bị gì hết, cho nên các bạn nhân cho cái B này nó sẽ nhỏ hơn lại. Các bạn nhớ nha. Cái ca tải này nè, các bạn 0.8 là các bạn nhân công suất. Được chưa? Là có nghĩa là cái đây các bạn nhân cho 0.8 nó giảm đi 20% thì nó không còn đâu. Nó không còn được cái số này đâu. Ok chưa? À, thì như vậy á, thì tôi đã thấy được cái vấn đề này. Sau đó chạy không đồng bộ thì cái công suất này nó ở đây. Làm sao tôi nâng lên được 20% nữa để tránh khỏi bị phạt. Đúng chưa? Thì bằng cách là tôi sẽ nâng cái hệ số cốt phi nó lên. Thì cái cách này để mà tính toán, để mà chọn ra được cái này thì tôi không biết là lý do gì đó bạn gọi bảo tôi là như thế. Thì như vậy á, các bạn tính được cái công suất này là có rồi. Như vậy các bạn đang xài ở công suất của máy biến áp là bao nhiêu? Được chưa? Đúng không? Đây, các bạn có được cái công suất là các bạn đang tiêu thụ đây đúng không? Thì các bạn tính ra được cái công suất S cái này nó cung cấp cho phụ tải này là bao nhiêu. Bạn có biểu tôi tính cái này nè. Trời, hôm nay trúng cái trường hợp mà bạn ở Ninh Bình mới gọi tôi trưa nay.
Thì cái công suất này, cái S này nó sẽ bằng là B mất chia cái phi. Đây, cái mà đang đang trong xưởng thực tế này nè, nó chạy qua 2 3 ngày tôi đã kiểm tra được thì nó đều đều cái ổn định là dòng cái công suất nó sẽ tiêu thụ ở đây. Và cái dòng này luôn luôn đều đều ở dòng này thì nó ở đây. Thì các bạn lấy 89,4 này các bạn chia cho 0.8 thì nó được bao nhiêu phần trăm của máy biến áp, đúng không? Đúng chưa các bạn? Bài toán tính ngược mà. Thì 89,4 các bạn chia cho 0.8 nghĩa là nhân lên, đúng không? À, nó chỉ có là được 111,75 kW. Các bạn so sánh con số này với con số thực này của tải thì các bạn thấy là nó đang xài mới có 51-52% thôi. Thì làm sao các bạn bù được cái số mà 70% đến 80% của cái S này này. Đó. Thì bạn gì ở ngoài Ninh Bình mới gọi mình nha. Mình quên rồi, mình gửi cho bạn thì bạn xem lại ở trong cái xưởng nhà bạn, bạn nói là bạn đang quản lý đó thì bạn xem lại tụ bù và bạn co thử là bao nhiêu cấp nha. Và mình nhắc luôn bạn luôn á là bạn sẽ test nó như thế này, như nãy cái bài mà mình nói đó, các bạn mình bo nha. Thì nó cũng đơn giản, nó bao nhiêu cấp á thì bạn chú ý là ở trên cái tủ bù á nó có một CV tổng như thế này nè. Được chưa? Cái nào á mà tôi nhắc bạn nha, cái nào á mà bạn không có một CV và bạn bù trực tiếp nó đi qua thẳng qua đây đó, qua CV á. Cái này là MC CV á. Nó đi đây nó đi trực tiếp qua đóng dây, tôi bẻ vậy là các bạn phải có dây để nó thanh cái thì này nó đưa liền xuống nha. Còn là cái này là cái bù, đây là bò là bù nền. Nó luôn thường trực gọi là bù nền. Còn này á là nó sẽ đóng qua conductor các bạn. Nó đóng qua cái cuộn coi đi, tôi bẻ cuộn coi đi ha. Cuộn coi nè. Được chưa? Đó là bạn về bạn xem ngay chỗ này. Mình nói là bạn xem nếu mà ở đây 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì là 6 cấp một cái bù nền. Được chưa? Thì bạn xem là ngay chỗ này. Và có thể là bạn có biết thì bạn sẽ lên mạng bạn search bằng bạn set cái hệ số coffee này. Bạn set cho nó. Được chưa? 12 cấp một cấp thì ở trên đó thì bữa nào tôi sẽ hướng dẫn các bạn này. Nếu không có thì bạn cũng sẽ tìm trên video đâu, trên mạng nó sẽ có các bạn set cái hệ số coffee này. Ok. Nha, để thỏa mãn được cái bài toán này cho các bạn thì mình sẽ làm cái bài toán tính ngược như thế này. Đó thì nhân dịp thì cũng đúng thực tế thì bạn hỏi mình thì cũng có dự kiến thì mình sẽ hôm nay mình quay video luôn. Ok. Nếu các bạn cảm thấy rằng là mình dành thời gian quý báu và công sức mà mình nhờ các bạn ở đây quay phim cho mình, ở đây là bạn Cường, bạn ở sinh viên trường Đại học Sài Gòn mà xuống, bạn đi theo tôi, bạn học cái kinh nghiệm thực tế. Và các bạn nhiều bạn khác nữa, bạn Tú hay là bạn Nghĩa hay là các bạn sinh viên các trường STU chẳng hạn, thì các bạn có thể nói rằng là các bạn thiếu kinh nghiệm thì các bạn có thể đi với tôi nếu các bạn xác định là các bạn đi trên cục trình. Còn bên tự động hóa thì tôi không phải là chuyên môn với đó nhiều, nhưng tôi biết một phần nền tảng cơ bản cơ sở thôi. Còn những cái phức tạp quá thì tôi không thể làm được, là tôi nói với các bạn là như thế. Cho nên là mình sẽ nói như thế này luôn để nó tế nhị và các bạn sẽ không bao giờ đánh đố nữa. Cái vấn đề là các bạn lấy con BC ra các bạn xét, tôi chỉ làm từ con gen với con logo trở lại thôi vì tôi không có chi sâu. Mà thứ hai nữa là tôi cũng đã giới hạn được cái trình độ của tôi, chứ tôi không phải là cái gì tôi cũng biết. Và thứ hai nữa là tôi cũng chẳng có cái gì cao siêu hết. Các bạn có thể là muốn những điều này cụ thể và các bạn biết chắc được điều này, tôi sẽ hỗ trợ các bạn. Và tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách vận hành máy điện như thế nào để các bạn tính là các bạn giảm dòng khởi động như thế nào và các bạn phải hiểu moment là cái gì thì tôi sẽ làm bài đó. Nếu để mà các những video có sẵn đó thì các bạn thấy là trong kênh tôi yêu nghề, bằng Trần Quang Thái hướng dẫn rất là cụ thể, tôi nói rất là cụ thể và rất là tỉ mỉ. Để tôi hiện giờ tôi đang nói với các bạn đó là ở trên YouTube thì có hai kênh của tôi và bạn Trần Quang Thái là tôi yêu nghề, đó là đang tặng cho các bạn thông kiến thức
Cho nên các bạn sẽ ủng hộ chúng tôi bằng cách là các bạn like share, các bạn bày tỏ những suy nghĩ của mình và các bạn comment dưới video đó. Hoặc là các bạn có một cái thắc mắc gì đó thì các bạn sẽ điện thoại cho chúng tôi. Và mình đang mở một cái nhóm ở trên Facebook này các bạn. Cái nhóm này là cái nhóm kín đó, là kỹ thuật thi công cơ điện. Thi công cơ điện. À, tôi muốn mở cái group này là để khi tôi đi công trường thì tôi xuống ở dưới An Giang tôi gặp bạn Thái, hay là tôi đi ở tỉnh nào thì gặp các bạn, thì ở đó thì chúng ta có cái upline, chúng ta cùng nhau uống ly cà phê hay là chúng ta đi làm vài ly cho nó vui. Ok, thì các bạn có thể vào nhóm để chúng ta có những cái thông tin trao đổi với nhau. Ví dụ như tôi đang yếu phần gì đó tôi có thể hỏi các bạn, và các bạn có thể đang cần những cái gì đó sẽ tương tác tương hỗ với nhau, còn để xây dựng một cộng đồng, có một cái cộng đồng đó để chúng ta cùng có một sân chơi cho nó vui vẻ. Xin thân ái kính chào các bạn.